Hình ảnh một loại radar cảnh giới vừa xuất hiện trong phóng sự của kênh truyền hình quốc phòng có ngoại hình giống nguyên mẫu Saber M60 của Brazil. Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng với Thượng tướng Phan Văn Giang, Tổng tham mưu trưởng và Thượng tướng Bế Xuân Trường, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng vừa qua đã có chuyến thăm và làm việc tại Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel. Tại Trung tâm Công nghệ cao Viettel, đoàn công tác đã nghe giới thiệu về việc hiện nay nghiên cứu chế tạo thiết bị được coi là trụ cột thứ ba trong chiến lược phát triển của tập đoàn. Ngay trong đoạn đầu của video công bố, một loại radar cảnh giới khá lạ mắt đã được quay cận cảnh. Đáng chú ý, loại radar này có hình dáng bên ngoài rất giống với nguyên mẫu Saber M60 của Brazil. Radar Saber là một dự án của quân đội Brazil với mục tiêu phát triển một loại radar phòng không sử dụng 100% công nghệ trong nước. Đây là sản phẩm của Trung tâm Công nghệ quân sự CITEX, được sản xuất bởi Brada, một công ty nhà nước trực thuộc Tập đoàn An ninh và Quốc phòng Embraer, dưới sự tài trợ của Bộ Khoa học và Công nghệ Quốc gia Nam Mỹ này. Khí tài trên có thể theo dõi mục tiêu cả trên không lẫn mặt đất, có tầm hoạt động lên đến 75 km, độ cao 5.000 m. Hệ thống này được coi là độc nhất vô nhị khi có thể tích hợp dễ dàng vào tổ hợp pháo, tên lửa phòng không hay một nền tảng vũ khí nào đó. Ngoài phục vụ trong quân sự, radar Saber M60 còn có thể ứng dụng trong hoạt động dân sự. Loại radar mãn pha 3 chiều này theo dõi được đồng thời 40 mục tiêu, phân biệt địch ta, xác định rõ được đối tượng là máy bay cánh cố định hay trực thăng. Nó phát hiện các mục tiêu đường không, cung cấp tham số để những tổ hợp vũ khí đánh chặn, đưa ra biện pháp đối phó phù hợp, thực hiện hai chức năng chính là giám sát không phận lẫn truyền dữ liệu theo thời gian thực về các mối đe dọa cho các hệ thống tác chiến. Trọng lượng nhẹ chỉ 200 kg cùng kích thước nhỏ gọn khiến cho Saber M60 có tính di động rất cao, có thể triển khai làm việc ngay trong điều kiện rừng rậm. Nếu thực sự Viettel chế tạo được loại radar nội địa có chức năng tương đương Saber M60 thì đây là một thành tựu mới của nền công nghiệp quốc phòng nước nhà. Tổng giám đốc MiG tiết lộ những khách hàng tiềm năng của MiG-35, Việt Nam có tên. Sáng nay tại sân bay Tchaikovsky, triển lãm hàng không quốc tế MASK 2017 chính thức khai mạc. Gian hàng của RAC MiG được quan tâm đặc biệt với sự xuất hiện lần đầu tiên của MiG-35. Cách đây ít lâu, RAC MiG đã chính thức ra mắt dòng tiêm kích thế hệ 4-2+, tức là MiG-35. Nhưng đây mới là lần đầu tiên MiG-35 tham dự triển lãm hàng không quốc tế MASK 2017. Đích thân ông Sergei Korotkov, Tổng giám đốc RAC MiG, công ty trực thuộc Tập đoàn Công nghệ Quốc gia Nga Rostec, nhiệt tình trả lời báo giới. Phóng viên thông tấn xã Ấn Độ INA hỏi liệu MiG-35 có tiếp tục được chào hàng cho Ấn Độ và hãng MiG sẽ làm những gì để triển vọng của dòng máy bay này trở nên tươi sáng hơn. Ông Korotko đáp, như các bạn biết, chưa bao giờ chúng tôi từ bỏ hy vọng đưa MiG-35 tới Ấn Độ. Hiện nay công tác thử nghiệm đã gần như hoàn tất. Chỉ ít lâu nữa thôi là có thể chính thức gia nhập đội ngũ máy bay tiêm kích thế hệ 4-2+, hiện đại bậc nhất thế giới. Chúng tôi sẵn sàng tham gia vào chương trình Make in India của các bạn khi xem xét kỹ lưỡng khả năng chuyển giao sâu công nghệ sản xuất cũng như mở trung tâm sửa chữa bảo dưỡng MiG-35 ở Ấn Độ. Phóng viên CCTV Trung Quốc, hiện nay MiG đã nhận được đề nghị đàm phán hay bày tỏ quan tâm nào từ phía Trung Quốc đối với MiG-35? Ông Korotkov, hiện chúng tôi chưa nhận được bất cứ đề nghị nào của Trung Quốc đối với MiG-35. Phóng viên Việt Nam, hiện nay MiG-35 đã nhận được sự quan tâm của những khách hàng nào, triển vọng của dòng máy bay này ở Việt Nam ra sao? Ông Korotkov trả lời, hiện nay, nhu cầu mua mới máy bay chiến đấu đa năng hạng trung của các quốc gia trên thế giới khá lớn. Do vậy chúng tôi tin MiG-35 có nhiều cơ hội để giành được những khách hàng quan trọng. Những khách hàng tiềm năng của MiG-35 có thể kể đến từ Mỹ Latin, Trung Đông, Nam Á, Đông Nam Á. Trong đó chúng tôi coi Việt Nam là một trong những khách hàng tiềm năng nhất. Nếu các bạn đề nghị, chúng tôi sẽ lập tức đáp ứng. MiG-35 được NATO định danh là Fulcrum F là máy bay chiến đấu thế hệ thứ 4-2+, được phát triển dựa trên các giải pháp kỹ thuật đã từng áp dụng trên các máy bay MiG-29K, KUB, MiG-29M, M2 và bổ sung thêm một số công nghệ mới. Theo các nguồn tin mở, MiG-35 có khả năng mang tới 7 tấn vũ khí, tác chiến trong các cuộc xung đột cường độ cao và có thể tấn công mục tiêu trên không cũng như trên mặt đất. Lực lượng không quân vũ trụ Nga dự kiến sẽ thay thế toàn bộ máy bay chiến đấu hạng nhẹ bằng mẫu MiG-35 mới. Trước đó, Tổng thống Vladimir Putin nhận xét tiêm kích MiG-35 mới có nhiều tính năng được cải thiện
máy bay được trang bị nhiều loại vũ khí tiên tiến, có thể theo dõi từ 10 đến 30 mục tiêu. Tháng 2 năm nay, trao đổi với hãng thông tấn TASS, Tổng tư lệnh lực lượng không quân vũ trụ Nga Viktor Bondarev nhận định, máy bay chiến đấu tiên tiến MiG-35 có tiềm năng lớn trong các cuộc xung đột tương tự như ở Syria. Ông Bondarev nói, đây là chiếc máy bay tuyệt vời, với những tính năng rất đáng chú ý, có thể thực hiện các nhiệm vụ trên mặt đất và trên không. Sau này, nó có thể được sử dụng trong các cuộc xung đột tương tự như ở Syria. Đồng thời, ông bày tỏ niềm tin rằng MiG-35 sẽ trở thành tiêm kích hạng nhẹ duy nhất của không quân Nga. Đội thất vọng mang tên siêu hạm Karakus vừa hạ thủy của Nga. Hôm 29 tháng 7, Hải quân Nga đã hạ thủy chiếc tàu tên lửa tàng hình cỡ nhỏ đầu tiên thuộc lớp Karakus dự án 22800 mang tên Uragan. Tàu hộ vệ tên lửa tàng hình cỡ nhỏ Karakus dự án 22800 được Hải quân Nga đặt hàng như một sợi bổ sung cho lớp Buyan-M dự án 21631. So với Buyan-M thông số trong hoặc, Karakus có kích thước nhỏ hơn với chiều dài 65m, 75m, chiều rộng 10m so với 11m, mớn nước 2m so với 2,5m. Lượng dạn nước đầy tải 800 tấn so với 949 tấn, nhưng lại đạt tốc độ tối đa 30 hải lý một giờ, 26 hải lý một giờ, tầm hoạt động 2.500 hải lý so với 2.300 hải lý, thời gian bám biển liên tục là 15 ngày so với 10 ngày. Về vũ khí trang bị, Karakus với Buyan-M đều có bệ phóng thẳng đứng đa năng UKSK mang 8 tên lửa hành trình Calip NK. 21631 mạnh hơn ở hỏa lực pháo nhờ khẩu A190 cỡ 100mm, trong khi 22800 vẫn dùng AK-176 76,2mm. Tuy nhiên, hệ thống điện tử của Karakus lại toàn thiện hơn khi có cả radar dẫn bắn Mineral ME lẫn radar mãn pha chủ động Alpha. Ngoài ra, hỏa lực phòng không của Buyan-M chỉ bao gồm pháo cao tốc AK-630M2 kết hợp tên lửa vác vai 9K-36 Ikla, còn theo thiết kế Karakus sẽ được lắp đặt mô đun tên lửa pháo phòng không tiên tiến Panzer-M. Vậy nhưng khi nhìn vào chiếc Uragan vừa mới hạ thủy, đội thất vọng đầu tiên nhận ra rất dễ dàng, đó là tàu vẫn chỉ có hai pháo phòng không cao tốc AK-630M ở phía sau. Cách bố trí này cho biết Panzer-M chắc chắn đã vắng bóng. Thêm vào đó, vẫn chưa thấy có gì tại địa điểm đáng lẽ phải là nơi lắp đặt mảng radar Alpha. Theo mô hình, chi tiết này phải lồi hẳn ra ngoài, nhưng hiện tại tháp radar của Karakus hoàn toàn bằng phẳng, đồng thời cũng không thấy khoảng trống của lỗ chờ. Hy vọng rằng đến lúc hoàn thiện, khí tài trên sẽ được bổ sung. Điểm sáng duy nhất trên chiếc Uragan có lẽ nằm ở pháo AK-176MA với thiết kế tháp pháo tàng hình trông rất hiện đại, gần giống như khẩu ô tô Melara Super Rapid do Italia chế tạo. Hiện chưa rõ lý do vì sao Hải quân Nga lại cắt giảm vũ khí trang bị của tàu Uragan. Có thể Panzer-M cần thêm thời gian để thử nghiệm, nhưng cũng có khả năng người Nga nghĩ rằng Karakus không cần tên lửa phòng không tầm bắn tới 20 km. Chiến hạm thứ hai thuộc dự án 22800 mang tên là Typhoon, theo kế hoạch sẽ được hạ thủy trong thời gian sắp tới. Đến lúc đó chúng ta sẽ có cái nhìn rõ ràng hơn về chi tiết cấu hình sức mạnh của lớp tàu mang nhiều kỳ vọng này. Từ Nga, cận cảnh dàn vũ khí hùng hậu tại triển lãm MARS 2017. Hôm qua, triển lãm hàng không quốc tế MARS 2017 đã chính thức khai mạc tại thành phố Zhukovsky, ngoại ô thủ đô Moscow. Triển lãm năm nay hứa hẹn sẽ lập kỷ lục về số lượng thành viên tham dự và sản phẩm mới được trưng bày. Ông Dmitry Sugaev, Giám đốc Cơ quan Liên bang về Hợp tác Kỹ thuật Quân sự, cho biết có khoảng 650 mẫu sản phẩm quân sự sẽ được giới thiệu tại triển lãm, 115 phương tiện bay khác nhau của lực lượng không quân vũ trụ Nga được huy động cho phần triển lãm và bay trình diễn tại MARS 2017. Dưới đây là những hình ảnh về dàn vũ khí Nga do chúng tôi ghi nhận tại triển lãm này. Các hệ thống radar của Nga: máy bay cảnh báo sớm A-50U, máy bay huấn luyện phản lực vũ trang JAC-130, máy bay ném bom chiến lược TU-160, máy bay ném bom chiến lược TU-95MS, máy bay ném bom TU-22M3, máy bay ném bom Su-34, máy bay tiêm kích đa năng Su-30SM, tiêm kích hạm MiG-29K, tiêm kích MiG-29SMT, máy bay chiến đấu đa năng Su-35S, tổ hợp pháo tên lửa phòng không Panzer-S1, tổ hợp tên lửa TOR-M2DT, tổ hợp tên lửa chống tăng Kornet-M, tổ hợp tên lửa phòng không Buk-M2E,
tên lửa phòng không S-400, trực thăng Mi-17V5, trực thăng Mi-26, trực thăng tấn công K-52, trực thăng tấn công Mi-28NE, trực thăng tấn công Mi-35M. Nga trình làng vũ khí diệt tất cả tàu ngầm Mỹ. Quý vị và các bạn thân mến, theo giới thiệu của nhà sản xuất vũ khí Tetmash của Nga, điều khiến cho loại bom Zagan 2E trở nên đặc biệt hơn tất cả các sản phẩm cùng loại, đó chính là khả năng duy trì bay lượn trên mặt nước trong khoảng thời gian vừa đủ để tìm mục tiêu. Bom Zagan 2E được thiết kế để tiêu diệt các tàu ngầm đang nổi hoặc lặn sâu dưới mặt nước. Khi tấn công mục tiêu, thì bom Zagan 2E sẽ bật dù tiếp cận mặt nước. Sau khi đã lặn xuống mặt nước, nó sẽ hướng về mục tiêu dựa vào tín hiệu sonar và hệ thống kiểm soát chuyển động mục tiêu. Theo thông tin được công khai, bom Zagan 2E có kích thước không lớn khi chỉ dài 150cm, nặng 120kg và có thể dò tìm ra các tàu ngầm của đối phương ở khoảng cách 450m, độ sâu 200m. Quả bom này được thiết kế để trang bị trên các loại máy bay chống ngầm IL-38 và Tu-42M, hai trực thăng Mi-14 và K-38. Nhà sản xuất tuyên bố khi được trang bị, không một loại tàu ngầm nào của Mỹ có thể thoát được đòn tấn công của bom Zagan 2E. Theo nguồn tin này, hiện nay tàu ngầm hạt nhân lớp Virginia và lớp Ohio của Hải quân Mỹ đều không thể lặn sâu hơn 300m. Như vậy, độ sâu diệt mục tiêu của bom Zagan 2E đạt gấp đôi khả năng lặn của tàu ngầm Mỹ. Không chỉ vũ khí diệt ngầm tối tân của Nga, bản thân lực lượng tàu ngầm hạt nhân của Moscow cũng đang khiến Mỹ và phương Tây lo lắng. Nguồn tin quân sự Nga cho biết, hồi năm 2014, một chiếc tàu ngầm hạt nhân của Nga đã nổi lên cách không quá xa tượng nữ thần tự do và cách khu Manhattan, trái tim tài chính và kinh tế của phương Tây ở New York khoảng 1 km, khiến Lầu Năm Góc nín thở. Toàn bộ hệ thống giám sát của Mỹ hoàn toàn không phản ứng với sự xuất hiện của tàu ngầm của Nga trong vùng lãnh hải của quốc gia này. Đại tướng Martin Dempsey, khi đó là Chủ tịch Hội đồng Tham mưu Liên minh Mỹ, chỉ biết được tin này qua người dân cấp báo. Đến khi con tàu ngầm lặng lẽ rời đi, thì người Mỹ mới kịp phát hiện báo động ở mức cao nhất. Đối với quân đội Mỹ, đây là một mối đe dọa khủng khiếp. Sự kiện này đã khuấy động tâm trí của quan chức quân sự Mỹ. Các cuộc hội đàm tìm hiểu nguyên nhân tại sao các hệ thống của họ không phát hiện ra sự xuất hiện của tàu ngầm này. Một số chuyên gia quân sự cho rằng đây là một điều không thể chấp nhận được, bởi vì trong trường hợp xảy ra cuộc xung đột quân sự, tàu ngầm cùng với các loại tên lửa của Nga trên tàu có thể bất ngờ xuất hiện trong vùng biên giới của Mỹ và thực hiện cuộc tấn công chớp nhoáng vào các vị trí chiến lược quan trọng. Đây không phải là trường hợp duy nhất. Đã từng có các thông báo về sự xuất hiện đột ngột của tàu ngầm Nga ở Vương quốc Anh và các nước vùng Baltic. Tuy nhiên, sự thật trong một số trường hợp là do phương Tây bịa đặt hoặc họ nhầm lẫn các tàu ngầm của các nước trong khối với tàu ngầm của Nga. Đặc biệt, ở vùng biển Baltic, nơi tập trung các đối tác của phương Tây, sự xuất hiện của tàu ngầm Nga như đã làm cho họ hoang mang, lo lắng và tìm cách đối phó. Ví dụ, thủy điện đã xây dựng trên biên giới của vùng lãnh hải các cột hải đăng vô tuyến dưới nước nhằm dọa các tàu ngầm của Nga. Những phương pháp tạm để bảo vệ biên giới của họ một lần nữa chứng tỏ hiệu quả của hệ thống theo dõi không gian dưới nước của NATO. Bây giờ, phương Tây sẽ có thêm lý do lo lắng. Nga đã phát triển các công nghệ độc đáo, chúng sẽ biến các hệ thống định vị không gian của NATO thành đồ thừa. Các dự án phát triển tàu ngầm mới của Nga được phát triển không chỉ với hệ thống vũ khí khủng, mà còn được trang bị các thiết bị tàng hình trước hệ thống phòng thủ của đối phương. Đặc biệt, bên ngoài các tàu ngầm được phủ lớp vật liệu đặc biệt cho phép phản xạ âm thanh của bộ định vị sóng âm bằng cách làm biến dạng, thay đổi chúng, làm cho tàu ngầm vô hình với radar của đối phương. Trong tương lai gần, các công nghệ thiết bị này sẽ được trang bị cho các tàu ngầm. Hiện nay một số phiên bản đã chuẩn bị bắt đầu thử nghiệm với các mô đun khác nhau. Sự phát triển này sẽ gây hoang mang cho công chúng phương Tây và cả người Mỹ. Các nhà lãnh đạo của họ đang lúng túng trong việc tìm các biện pháp có hiệu quả để phát hiện và chống lại các tàu ngầm của Nga, một sĩ quan cấp cao của Hải quân Nga cho biết. Báo Mỹ, Nga xây hầm ngầm lớn chuẩn bị cho trận chiến sinh tử. Tổng thống Vladimir Putin cho xây hai hầm hạt nhân lớn nằm sâu 300m dưới lòng đất Moscow với sức chứa 10.000 người. Theo Lầu Năm Góc nhận định, giới quân sự Mỹ cho rằng thực tế Điện Kremlin chuẩn bị cho trận chiến sinh tử, nhấn mạnh quan điểm thành hành ở Nga rằng Mỹ có kế hoạch lật đổ ông Putin, Times nhận định. Báo cáo của cơ quan tình báo quốc phòng Mỹ chỉ ra rằng Moscow lo ngại những nỗ lực của Mỹ độc đoán đề ra tiêu chuẩn quốc tế sẽ đe dọa nền tảng quyền lực của Điện Kremlin bởi chúng cổ suý cho sự can thiệp nước ngoài vào công việc nội bộ của Nga. Kể từ sau chiến tranh lạnh, đây là lần đầu tiên tổ chức công bố một báo cáo về Nga và làm người ta nghĩ đến sự hoang tưởng của thời kỳ đó, tác giả của Tom ghi chú. Những tài liệu tương tự về tiềm năng quân sự của Liên Xô
được soạn hàng năm trong giai đoạn 1981-1991. Bây giờ người đứng đầu cơ quan cho rằng đã tới lúc tiếp tục trở lại khi Nga lại xuất hiện trên sân khấu chính trị thế giới. Cơ quan tình báo quân sự Mỹ nhấn mạnh rằng ở Nga vẫn còn tồn tại hai mạng lưới hầm trú ẩn sâu được nối bằng đường sắt. Một hầm ngầm được cho là nằm dưới điện Kremlin, khuôn hầm ngầm thứ hai cách không xa Đại học Quốc gia Moscow. Những cơ sở này sẽ phục vụ cơ quan chỉ huy nhà nước trong thời chiến. Từ đây, các nhà lãnh đạo có thể di chuyển đến các hầm ngầm chỉ huy khác bên ngoài thủ đô ở Vnukovo. Người Mỹ còn phát hiện hai tổ hợp ngầm khác ở phía nam Moscow khoảng 60 km. Nếu như các bạn thấy những bản tin quân sự hay và hấp dẫn, thì hãy ủng hộ chúng tôi bằng cách ấn đăng ký theo dõi. Việc đăng ký trên hoàn toàn miễn phí. Video này hãy like và chia sẻ cho bạn bè của mình. Hãy cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn bằng cách comment ở bên dưới. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã ủng hộ. Xin chào và hẹn gặp lại.